xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi, ba thanh niên này. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta lại quay trở lại với những cái cánh cổng đây. Thì thôi, Noob chọn kim cương này. Đấy, vào chọn đi, xong rồi sẽ biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Lucky Block gì. Đấy, Lucky Block Hollow các bạn ơi. Nói chung là màu sắc, ui trời ơi, Lucky Block này to vậy. Siêu to khổng lồ. Wow. Nhìn có vẻ đều. Đảo gì trời ơi, mấy cái đồ nhiều màu sắc ấy các bạn ạ. Đấy, tôi rằng là tôi đoán là nó sẽ gọi là có đồ VIP. Đấy. Tiên tri trước. Ui. Ghê quá. Rồi ok, đấy chưa diễn được quả áo cái gì đây, Lucky. Ui. Tôi vừa mới đập một cái được quả áo 100 giáp luôn các bạn ơi. Ui rồi tăng sức tấn công. Đấy nó phải như thế. Đấy ăn ở tốt cái gì đây. Wow. Sao lại có cả hai giáp. Bánh cookie mau này, bánh con chuột này các bạn. Ui thuốc độc ghê quá. Thuốc độc. Rồi xong. Ui được cái gì đây? Candy dry, cái này là cái gì? Cái ui tựa nhà tôi có một cái dương. Ui set đồ speed các bạn ơi. Ui ngon. Mặc liền. Trời ơi. Ui. Trời ơi, xin đồ chạy một cái bay từ hòn đảo này sang hòn đảo khác. Ghê, dã man luôn bạn ơi. Thôi, bỏ. Đây. Ôi, em sở hữu mặt trời nữa, wow. Thôi, bỏ ra các bạn ơi, sợ quá, xin đồ kim cương ghê quá. Còn cái này là bia cái gì đây? Tôi cũng chả biết bia nước ngọt các bạn đây. Nhưng mà để đây đã, chưa đói cũng chả uống được. Sức mạnh của mặt trời. Oh my god, nó được cùng quả táo màu hồng. Cũng không ăn được các bạn ơi, bởi vì mình chưa đói. Ai chết rồi, không ổn rồi anh em ạ. Rồi tôi... luôn, trời táo hùi luôn. Tối quá. Nhờ, mấy con này thì mình sẽ phải nhờ chúng tôi. Ôi, chuột Mickey nè, oh my god. Đúng rồi, bánh chuột Mickey vậy. Oh, mình đang bị hấp dẫn. Láo với chúng tôi à, cái kiến này bao nhiêu sức tấn công nên mà mạnh thế nhở. À, mình đang có cả tăng sức tấn công nữa mà. Rồi, ok, chúng ta... Đây, mình thử ăn cái quả táo gọi là màu hồng nè. Wow, xịt thật sự. Rồi, đây rồi. Ok, đấy. Tao xịn, nó quên mất không thử ăn này. Rồi, chúng ta được cái mũ gì đây. Mũ Godly 120 giáp. Oh my god. Ui. Mũ Godly. Đúng rồi, mũ của vị thần. Ui, ông già luôn các bạn ơi. Vị thần có dâu. Vị thần ông già. Vị thần có dâu. Cái gì đây, cái này là cái gì đây. Water one. Wow. Cây gậy tạo ra nước. Oh my god. Thôi cãi đi. Không nghịch. Đây chúng ta được cái gì đây. Mario. Rồi một cái áo Mario các bạn đây. Ui tính ra là tôi toàn đập được VIP rồi, xịn thế nhở. Infinity Block. Ui đập không được luôn. Infinity Block là giống như kiểu là Sao lại có cục này đây. Thằng mấy cái gì rồi. Sao lại có cái cục này đây. Trời ơi. Chuối. Wow, Mình nhiều lúc cứu lock 100% đấy. 100%. Ui 100% ra đồ không biết. Wow. Các bạn ơi, tôi dùng tay đập. Ui. Oh my god. Wow. Ăn xong cái quả táo này có sức mạnh ghê thật. Lại đập block nhanh còn. Ui thế này thì ai đấu lại đây. Các bạn ơi cái tốc độ. Rồi chúng ta có một cái kiếm cái gì đây. Kiếm Squad of Time à. Ui thanh kiếm gọi là thời gian các bạn. Thời gian. Ui bắn snack. To thế. Nhưng mà to thế. Bánh snack. À, chúng ta có Mountain Dew. Nước cam các bạn ơi. Mountain Dew. Tôi thấy giống nước cam. Rồi một cái mũ này, mũ gì đây. Mũ tua mà. Ôi bên em có công chúa nè. What? Công chúa bên em luôn. Công chúa. Giết luôn công chúa khang ơi. Công chúa này mạnh đuổi luôn. Sao tí nữa mình vẫn còn 9 quả các bạn. 9 cái quả táo màu hồng. Ui, quả này tôi nói thật. Quả táo gọi là bá đạo của tôi ngày hôm nay nhá. Đấy, hôm qua là mình đã được cái gọi bánh mì cầu vồng siêu xịn sò. Ui, cái này là lucky. Nhưng mà không VIP bằng cái đồ bằng Godly đâu. Trời, poi gì đây. No effect. Ok. Ủa em có kiếm khổng lồ luôn. Khổng lồ ai chả có. Trời ơi. Đồ trong này là toàn đồ khổng lồ thôi ba. À thế à? Đúng không biết luôn. Ok. Là cái gì ai diamond protect ở cái này là bảo vệ các bạn đây. Và chúng ta tạm thời lấy tạo đôi giày này mặc vào nó. Ui, tính ra là cái mũ này tăng cho mình nhiều máu thật các bạn ơi. Ui. Trời đống máu luôn bạn, chắc phải mấy trăm máu ấy. Mũ của vị thần các bạn, mũ thần ấy.
Và mình còn thiếu cái áo với cả cái giày nó xịn xịn nữa thôi. Đó, được cái giày gì đây? Giày này. Ờ 22322. Ok, nhưng mà được cái là nó có nhiều hiệu ứng này. Thêm cả tàng hình nữa thì chúng ta nên chọn cái ui, gì đây? Hot cookie à? Ui cái bánh cái bánh trái tim các bạn ơi, kháng lửa. Ui giời, thôi mình chả cần kháng lửa. Trái tim. Đúng rồi, bánh trái tim đấy. Ui, chúng ta có cái gì đây? Cái này là cái gì? Kẹo à? Kẹo sô cô la à? Đại khái là một cái kẹo gì đó bạn ạ. Trời ơi, cái này mình chưa được ăn. Nói chung là mấy cái đồ ngọt này mình chịu quá. Có ai được ăn bao giờ đâu. Ui. Năm. Ờ, cái này xịn hơn đấy. Ok. Ai được ăn mấy đồ xịn xò bỏ. Ui. Thế giờ con chó chui đây chết queo rồi. Không cứu được rồi. Rồi, chúng ta nhận được món gì đây? Katana. Ui, một thanh kiếm katana bạn ạ. Ok, không xịn lắm. Lại một trái tim à. Cái này cái gì đây? Blend Hurt Cookie. Cái này là tăng cái gì đây? Cái này tính ra là phải đói được các bạn ạ. Phải đói chúng ta mới có thể là ăn được. Mà mình thì giỏi ơi. Hơn một sò tách gọi là bờ lóc em ấy rồi các bạn. Trời ơi xịn quá. Mình vứt mấy cái này đi thôi. Vứt hết đi các bạn. Vứt hết đi. Mày vứt hết đi. Hai tay cầm hai kiếm. Uầy. Zoro. Hai tay hai kiếm tung hoành khắp nơi à. Đấy, ok nha, bây giờ mình sẽ mắc may mắn mà. À, thanh niên ở đây. Mấy thanh niên đã quýnh lộn rồi. Gì đây? Không. Đứng lại. Bắn cái gì? Ủa, bắn xe. Thanh niên xe đấy nhở. Bắn cung à? Chúng ta phải Zeno bật lùi đến này. Biện pháp khắc chế ngay. Rồi, phải tìm có cái anti knockback ngay. Rồi, thanh niên này bắn cung của ai đấy? Ui, núp được cái gì đây? Ở đây không có giáp kháng cả knockback rồi. Crafting. Ui, anti crypto. Ui, cái này là gọi là phòng chống à? Ui. 52 sức tấn công. Được các bạn này, xịn hơn cả cái thanh kiếm Squad of Time rồi. Ui, nói chung xịn nhất là mình đang có rồi đấy. Rất là nhiều táo bạn ơi, táo. Đâu nhỉ? 7 sắc cầu vồng. Ui. Kiếm nó to, nó che hết tầm nhìn, không đi được rồi. Táo kim cương, táo amethyst. Này mà. Ôi chết rồi. Tôi vừa lấy, tôi vứt nhầm cái quả táo à. Ấy, lộn, xin lỗi. Nhầm, đâu rồi, mình sẽ đi nhặt lại các bạn ơi. Trời, đây. Đâu nhờ. Ui, thứ nhờ. Rõ ràng, à đây, hai quả các bạn ơi. Trời ơi, mình nhìn hai cái này giống nhau quá, mình tưởng mình vứt lộn nữa. Không phải các bạn, hi hi. Xin lỗi các bạn. Rồi, ok. Chúng ta đã có thêm một point nữa này. Lại cái gậy gì đây? Này thì bắn này. Ender Magic User Magic Power xem nào. Cái này vẫn là nước các bạn. Rồi không sao. Cái này tí có tác dụng cho mình. Nói chung cái này tí nữa nó sẽ có tác dụng cho mình các bạn ạ. Water One này tí nữa sẽ giúp ích cho mình. Nó là sống sót ra khỏi những cái vụ gọi là bắn lộn cổ mấy thanh niên kia. Lần này tôi cũng chả cần đâu bạn ơi. Lần này tôi đã có gọi là rất là nhiều ngọc Ender đây rồi. Oh my god. Còn có cả cái gì đây? Bedrock các bạn ạ. Rất là nhiều bedrock. Đâu bao nhiêu? 12 block bedrock. 13, 14, 15, 26 block. 29 block. Oh my god. Mày thì nên cứ bắn nhau đi. Lợi hại lắm. Lợi hại mà không hại lợi. Ok. Ui, núp được một cái quả pickaxe. Gọi là cầu vòng 86 sức tấn công. Ui, còn VIP hơn cả cái ấy các bạn ơi kiếm. Ui giời ơi. Quần này thì chắc là Interbest rồi. Quần này không ăn thua. Ui, quần này cũng 100 giáp các bạn. Quần Rainbow. Nhưng mà không VIP bằng quần này được. Rồi. Còn 4 cái rồi. Ui, cái này lại cái gì đây? Gậy gì đây? Ui gậy nổ ven bông. Oh my god. Hồi xong rồi các bạn ơi. Ê á. Thanh niên có cái này để lùi khó chịu thế nhờ. Ai đâu. Để ta đi gọi là xử lý mấy thanh niên này. Chưa gì đã thích đánh nhau rồi. Đâu sang đây. Thử nha, bảo vệ cái giường đã cho nó an tâm bạn. Đâu ai. Mấy thanh niên này không thèm. Ây à. Nhờ. Không thèm bé già là đâu, sao? Chắn liền. Sao? Như nào? Đây. Sao? Chùm cuối chưa xuất hiện mà. Sao? Như nào? À, Mario. Ui. À, Mario. Ai bị mắc đây? Mario à hả? Cái cúp cầu vồng của tôi là hơi bị đẳng cấp ấy. Sao như nào? Ui ôi, trời ơi, cái gì ấy? Rồi, bóc gói anh như là. Ui, thế lại phải tiêu diệt Khang trước rồi bạn.
Ấy chết rồi. Ui mày quá. Cái này. Đấy, em có này tặng nút này. Không. Trời ơi cái cục cục gì không à? Ấy chết rồi, cái này không đào được các bạn ơi. Yeah. Nhận. Ôi giời ơi chúng tôi. Ôi Handy cầm cục mà đánh em kìa. Ui. Rồi, đâu rồi? Ơ. Ui cái cục này ghê ơi. Cục này khiến mình bay lên trời này. Oh my god, nhìn này. Ui. Đâu rồi? Chúng mình trên trời. Ấy chết trời, chết trời. Ôi giời ơi, chết lúc biết anh ông già rồi kìa. Ui ôi. Ui mình không để ấy được các bạn. Thôi là phải sử dụng sức mạnh. Già rồi. Ui ôi ôi cái gì đây? Này. Trời ơi. Rồi đi rồi, đi rồi. Đi lên trên này. Rồi luôn. Nhìn này bay lên trời. Ui, bay qua bên này này. Ui, lại bay lên trời tiếp này. Tặng nút cục này nè. Ui, cái này có khả năng bay lên trời liên tục luôn bạn. Hay anh kia làm gì? Không, à, không lấy cũng lấy đâu. Chưa kịp làm gì chết nữa. Rồi. Chết rồi. Chết rồi à. Cái cờ đắp bách của Zeno đặt phát ra mất luôn rồi. Ờ hay lắm. Ui nhà thế nào bảo vệ có vẻ như kín cổng cao tường à, đấy nhở. Nhà mình. Cái kia là sang nhà mình à. Chết rồi. Ui cái này vẫn chưa bị vỡ các bạn. Rồi ok tôi có cách. À bị xe giật chỉ cái đâu đây. Về nhà đi. Ok. Ê. Ấy chết rồi các bạn ơi. Làm nào đi. No. Nút làm gì đó. Nút không không, nút nút có cây cúc cầu vồng hay xì lắm. No, đừng chết. Rồi, xì luôn. Rồi, không thực ra nút không. Nút không thì chết được. Biết là đẳng cấp của nút thì còn lâu nhá. Đấy, đúng rồi. Thể hiện cho mà xem. Đấy, thể hiện cho mà xem. Hả, sao mình không thể bay được lên ta? Vô lý vậy. Anh Niên đặt đặt cái tường trắng này sao rồi? Nút không ném được các bạn ơi. Trời ơi khó chịu thật bạn. Không ném được cái ngọc Ender. Ai, không sao đi lại. Nước đi. Sao nhà mình nổ tung hết rồi? Ừ, nhà video đi hết rồi. Thanh niên cái cầm cục ba chấm dơ rồi. Đó rồi, thanh niên Zeno nhà đây phải không? Rồi, Zeno nhà bốc hơi nha. Không còn. Từ. Không còn gì rồi. Từ từ. Mới lộn từ. Ở đâu? Nhà Michel đã mất giường đâu? Ờ, à, nhà Michel chưa mất. Từ hả? Đâu rồi? Thế nên Zeno rồi. À, ok, trời mình sẽ đi qua bên này. À. Ây à. Láo với chúng tôi. Rồi, đi qua đây các bạn ơi. Không thể chết. Mình sẽ tự sát không đúp. Tự sát. Này, ui. Ta không chết được đâu. Ta không chết được đâu. Như thanh niên này mất giường các bạn ơi. Cái nhà to lủng lỗ rồi. Ôi nhìn nhà Michel giống cái chỗ ấp trứng rồng. Tính ra mình còn không đói được cơ ạ. Đây ok không sao. Đây mình sẽ ăn. Đây đánh nè Michel đánh nè. Sợ quá rồi đánh nè. Michel cầm cái chảo à. Trời ơi tôi đang muốn mất máu để tôi ăn cái quả táo này các bạn. Còn không mất được cơ. Ui kì vậy. À đi nè bảo vệ bedrock các bạn. Ghê quá nhờ. Tất nhiên. Đâu rồi mấy nhà mấy hình đâu nhỉ. Ui à. Hình đâu ta. Ôi, như này. Ôi ơi, ôi nút bay luôn. Ui. Rồi, đi luôn. Ui. Bây giờ phải đi tìm thanh niên Zeno của bạn này. Thanh niên Zeno. Dường như Michel chưa mất đúng không? Mất rồi. Ai biết đâu bây giờ thanh niên Michel đổ cái đấy vào ai biết là mất hay không? Tự kiểm tra đi chờ, nên tôi có thời gian đâu mà kiểm tra ba. Mất giường rồi. Trời ơi, thanh niên bảo vệ ông Bedrock chả biết là có đủ hay không nữa bạn. À, đâu quá. Không biết đánh mất hay không, chưa mấy cái giường. Ôi, ôi rồi. Ôi, nút cầm cái cúp đập phát chết queo luôn. Ờ, cúp cầu vòng xin xo mà. Đâu. Cúp cầu vòng kìa. Đấy nên tự kiểm tra đi xong rồi chết hay chưa báo cáo nhỉ. Ui, các bạn thấy không? Cái này này, ui, nó có khả năng bay lên trời luôn này. Hả? Người ta bảo là chết phải thấy xác. Đó, không thấy xác được Pixel nữa rồi. Cái gì? Pixel là bất tử. Không thấy xác. Chết phải thấy xác chứ. Về không thấy xác Pixel bất tử. Bất tử đi. Nào, đấy, bất tử lên đây luôn rồi đấy. Ôi rồi luôn. Rồi luôn. Hồi xin. Rầu luôn. Rèo luôn. Rồi, xong rồi tay đen rồi. Cũng để ghê thật các bạn ơi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai nào mọi người ơi. Chúng ta sẽ đến game đấu cuối cùng nào. Bây giờ thì hơi nút chọn lapis đây. Ngày hôm nay là sắc màu nút không lấy vàng à. À thế nên video vừa lấy chọn lapis à. Ờ đen lắm. Không, chả đen đâu. Yên tâm thôi. Cuộc sống mà, chúng ta sẽ có nhiều màu sắc. Đúng rồi. Nhiều màu sắc. Wow, nút được một cái. Chẳng hạn như là màu đen. Khởi nó bách level 2000. Oh my god. Wow, được cả. Cái vừa lấy của Zeno đây. Cái này nhưng là cái block tàng hình thanh niên đặt ra bảo sao. Đặt ra luôn. Ui, à cái looting pop này, cái sheet 3 chấm này. Trời ơi, thanh niên khác vừa lại cứ cầm lăm le. Ờ, sheet.
Rồi một cái dơ. Ôi em biết hình công chúa rồi. Wow. Uầy cái gì đây? Choma fly boot. Có thể fly được rồi. Oh my god. Hay quá. Oh my god. Thứ tôi cần đó là fly các bạn. Thứ tôi cần đó là fly. Rồi ok, thứ tôi cần thêm nữa đó là bộ áo giáp và đồ xịn. Ôi sẽ đi gõ đầu mấy thanh niên này. Ôi trời ơi. Em Mario. Đi ra ngoài hành tinh đây. Uầy đời ơi. Mắc may mắn đây rồi. Quá các bạn ơi. Hợp lý. Ý trời ơi. Sao nào. Ô, xiếng à. Ô, men. Lại là cục 3 chấm. Men. Trời ơi, được mắc may mắn được ra cục 3 chấm. Cái gì đây? Đã đúng 2 cục luôn. Ui, 79 sức tấn công, thanh kiếm màu hồng các bạn ơi. Wow. Trời, thanh kiếm của YouTuber phải không? Ui, thôi bỏ đây đi. YouTuber. Đúng nhờ. Wow. Ui. Chúng ta có lại có đôi giày gì đấy. Ui, lại đôi giày fly các bạn ơi. Hai cái fly liền. Cái này là bộ rồi ok, bộ chạy nhanh các bạn. Speed. Một cái áo rainbow. Áo cầu vồng các bạn này. Ui dồi ôi, đập nhanh đến nỗi mà tôi. Trời ơi. Bạn thấy không, đập nhanh đến nỗi mà tôi không kịp bảo. Ender Pier Tide là sao ta? Ui, tôi còn nhận được cả cái Ender Pier cấp độ 4 mà chúng ta sử dụng. Trời, nó đẳng cấp hơn cả Ngọc Ender các bạn ơi. Trời ơi. Xịn. Gì mà kỳ lạ vậy? Trời ơi. Ôi. Pickaxe à? Bên em mọc mấy cái tháp gì lạ lắm đó vậy. Ui dồi. Không gì lạ đâu. Thôi. Tháp gì mà toàn TNT bên trong thế này. Tôi lại có được cái quả cúp đẳng cấp thượng thừa. Ui, xịn sau con bò rồi. Rồi ok, không sao. Chúng ta cứ từ từ thôi các bạn. Cứ từ từ đó, nhiều đồ xịn lắm. Nói chung là cái lúc kim lóc này là màu sắc mà, nên chúng ta có rất là nhiều màu sắc, rất là xịn sò con bò. À, chúng ta có thêm quần lucky này. Ui. Xịn. Quần lucky là cái cúp à. Áo gì đây? Áo cúp bắp, không quan tâm. Ôi chết rồi. Mất luôn cái vũ khí à. Sao các bạn ạ? Đấy. Ồ, lại là cái cúp này. Xong cho mình cái cúp cầu vồng như cũ đi. Đi xịn mà. Uầy. Gì đây, kiếm gì đây? Thôi, kiếm Pokemon. Pokemon Upload. Gì vậy? Một cái cúp này, bội vàng. Ôi, một ba chấm nè. Ồ. Khang hợp với nó đấy. Hãy dùng nó đi Khang. Ăn thử. Ôi, xong Khang. Rồi. À, tôi thấy tiếng gát kêu. Ôi, xong rồi. Chúc mừng Khang. Nhà Khang à, nhà Khang có tiếng gát khóc. Đúng à? Rồi. Nhà em đấy. Sao thật này có vẻ mình kiếm được cái vũ khí khó nhỉ, được cái giáp lại. Ơ đây rồi. Ui. Xin lại phải mắc may mắn rồi. Trận này đập là toàn mắc may mắn đó bạn ơi. Ui. Đi đây 15 sức tấn công, bỏ đi. Mắc may mắn liền các bạn. Tôi phải mắc may mắn đập nó thoải em cả máy. Tầm này đập mắc may mắn kiếm đồ vip thì bây giờ hoặc không bao giờ. Gì đây? Ender Pier. Cái này là cấp độ 1, còn cái này cấp độ 4 các bạn. Đấy, các bạn đã biết rằng cái nào xịn hơn rồi. Thở đẳng cấp đọc phát biết ngay. Oh, nhiên là cấp độ 1. Cái gì? Không, cấp độ 4 là VIP. Cấp độ 1 là siêu VIP. Đấy. Ồ, mũ này. À, mũ này hình như là giống cả bộ đồ này phải không ta? Thôi cậy đi. Nào có mũ nào xịn hơn ta? Ôi giời ơi, mũ 3 giáp. Mũ này bây giờ mình phải tìm mấy cái mũ xịn xịn đi, tính ra là áo giáp. Ui, repair armor. Ui, cái này là có thể sửa giáp phải không? Wow. Con gát này khó chịu quá. Không. Đi ra đi hết đi. Có sửa được không? À luôn, chả lấy sửa luôn bạn. Ok. Bay lên tám con mỏ nó đi Khang. Gát với chúng tôi này. Trời ơi, phải bắt vào lóc đi ấy. Khó chịu kìa. Này qua đây anh cho mượn đôi giày fly này. Ui giời, được rồi. Ui. Thanh kiếm cầu vồng. Ui, Sword of Fly. Ui, tính ra là cầm thanh kiếm này cũng bay được phải không? Đúng vậy. Oh my god. Wow, Sword of Fly. Đúng vậy. Ui, xịn thật sự các bạn. Kiếm gì mà xin thế? Okay. Kiếm này xịn lắm, đẳng cấp lắm. À, chắc là mình sẽ đập thêm 22 cái mắc may mắn nữa đi các bạn này. Lỡ có kim cương rồi cũng muốn... Giờ chơi rồi, chơi luôn. Ôi. Gì ạ? Ui, tụi quá giặt đồng tê nhỉ? 13 cái này. Ừ thôi 13 cái đi các bạn. 13 cái đi. Trời ơi. Tội gì mà chúng ta không đập mắc may mắn nhờ. Ra là mình cũng đã có vũ khí xịn sò rồi. Mình cứ đập đi, biết đâu bất ngờ chúng ta lại gặp lại cái đồ cũ mà xịn sò hơn. Ồ, mấy cái kiếm này không ăn thua lắm. Thôi lại đôi giày fly. Ui lại kim cương. Không
lòng cái gì hả? Thay bọc lòng cái gì ghê quá nhỉ, nghe câu bọc lòng cái gì mà đấy thì mình bọc thôi chứ không lẽ không bọc. Tôi thấy quả thì thấy nukeo hai chấm này, thôi không dám dùng các bạn, bỏ đi mà làm người. Trời ơi, dùng một cái thôi là chắc là đi ngủ mới run hết với nhau ấy. Nhìn khỏe gớm nhở. Thôi, ok, chúng ta lên đường đi chiến đấu anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ... Mới giờ đòi chinh chiến rồi. Chinh chiến liền. Đấy, ok. Ui giời ơi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng... gì đấy ta? Thanh kiếm đi. Ok, đi đó anh em. À, hello. À, thanh niên này hôm nay cũng ghê gớm hết nhở. Solo đi, trời ơi, solo đi. Thằng đây. Solo đi. Solo đi, đánh nhau đi, chạy làm gì? Thích xuống lại. Chạy ui. Làm gì à? Ui ôi, nhìn ghê thích nhở. Trời ơi, vũ khí. Ui, mất đôi giày và like của tôi rồi. Vũ khí của tôi mà. Ê, nhà thanh niên này bảo vệ giường. What happened? Rồi, ok. Cái ơi. Nào, thôi. Thôi này, thôi. Tao ơi, xử lý được tên này các bạn ơi. Về chúng ta sẽ làm thế này. Ui, nhà thanh niên này, ui, có quả công trình như thế ơi. Gào nó mà. Ê, đừng có đụng vô tên lửa nha, nổ. Ờ, không. Ngoài đâu ngờ. Nổ. Ui, trông chết rồi, tôi không đào được cái à, này, ôi, cúp của nút gào quá. Gà, chê của tôi. Rồi, xong rồi. Em đi qua hành tinh này, bye bye. Wow, ai, tình trời ơi. Ui, thanh niên này có quả tên lửa, trời ơi. Xin thật sự bạn ơi. Ui, xem dưới này có cái gì nào. Rồi, bè, ui, táo bạn. Tháp F-Friend của em đó. Ui, xin đấy, xin nhá. Rồi, tháp F-Friend của em. Ơi, xin à. À, ở đâu thanh niên đấy, hai thanh niên đi rồi mà. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua tìm thanh niên Zeno là kết thúc trận đấu ạ. Đường. Zeno đâu, nhà Zeno. Đánh nhau như hai người đàn ông đi. Đây. Đánh nhau như hai người đàn ông ạ. Ủa, cái tốc độ đập giường rồi. Tốc độ đào block của tôi nghĩ rằng là chắc là đào cả Obsidian rất là nhanh luôn các bạn ơi. Chấp cả Obsidian luôn, mỗi tội là không đào được bedrock ở đâu à, thanh niên kia đâu rồi? Thanh niên đâu rồi? Đố thế đâu đây? Nhà tàng hình lúc rồi. Đây, xuống đây. Tất nhiên có cái đó phát triển. Mình có chơi nhiều tàng hình nó phát triển. Biết rồi. Kìa, đó. Đi cặp cái block khó chịu lắm luôn. Tất nhiên nút có fly mà cờ đốc bắt cái sáng mai luôn. Đó đây. Không, nút có quả bom này, bây giờ nút thả một cái đây là chết này. Chân sàn rồi, chân sàn. Đấy, dưới kìa. Thả luôn đi, nút. Thì nút thì sao thả một cái là đứng máy rồi, bạn nổ máy luôn. Ai lũ cái đảo luôn rồi rồi. Người dám chọc tức ta sẽ cho khu nổ hết. Hay quá, quá đập nhiều nút. Có đập giờ bị rồi, đập rồi bây giờ tìm. Ủa, đập rồi mà nên chết à. Ui, chết rồi thân chết queo rồi đúng rồi. Bị nổ chết anh Trần ơi. Trời, đây là cái cúp rồi nha, mình chưa dùng cái đây là cái cúp là đào nổ rồi. Ui ơi, rồi đi luôn, từ đào chết luôn bạn ơi. Ui, chung là mấy cái cúp kiểu cầu vồng ấy rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn. Đó thì ngày hôm nay là mình đã gọi là có những cái cây cúp cầu vồng rất là xịn sò phải không các bạn. Đấy, nói chung là đây là đồ màu sắc mà, color mà. Thế nên đâm ra chúng ta có rất là nhiều màu khác nhau, nhưng mà mình vẫn thích là đồ cầu vồng các bạn. Đấy, bởi vì mình cầu vồng các bạn. Đấy. Ok, thì nếu bạn nếu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút team, ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên là comment các bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.